Ngày trước con toàn đem nước tắm Phật về uống, con đi tham dự ở chùa Bắc Tông thấy họ đem hoa quả bánh kẹo cúng Phật xong lại đem lọc về, lọc đó có đúng hay không? À, xin thưa với quý vị đó, cái nguồn gốc mà để mà diễn ra cái lễ tắm Phật đó là dựa theo kinh Tạng. Đó là trường hợp khi trong cái kinh mà vị Tằng Hữu của Trường Bộ đó, đó là khi Đức Thế Tôn vừa mới ra khỏi thai bào thì có hai dòng nước nóng và lạnh để làm dịu cơ thể của Đức Thế Tôn, làm dịu cơ thể của Bồ Tát. Mặc dù á, là Bồ Tát không có những cái nhau nhớt như là mình, nhưng mà vì cái lòng kính trọng, kính tin, và vì cái giống như là một cái nghi thức, một cái nghi thức á, cho nên á, là có hai cái dòng nước nóng và lạnh để mà làm dịu cơ thể của Ngài, chứ còn mình không thể nào nói cái từ là tắm rửa theo ý nghĩa là làm sạch. Tại vì khi mà Bồ Tát ra khỏi thai bào á, Ngài không có dơ, Ngài không có dơ, không có như mình. Thì những cái buổi gọi là lễ tắm Phật ngày nay đó, thì chúng ta tái dựng lại cái cảnh đó, và chúng ta cũng chỉ nên hiểu đó là một cái nghi thức và một cái sự tái dựng lại để mà mình tưởng nhớ thôi đó, chứ bản thân nó đó thì chỉ là hình thức, không có chỗ nào ở trong kinh Tạng lẫn chú giải nói là người đời sau hãy làm cái chuyện đó, là làm một cái buổi lễ tắm Phật, thì không có đó. Cho nên nếu mà hỏi mà trong chánh pháp có dạy mình làm cái chuyện đó hay không thì sư xin thưa là không có đó. Rồi cái việc mà chúng ta đem cái nước đó về uống á, thì đó cũng chẳng qua là thể hiện cái đức tin của quý vị thôi. Nhưng mà sư xin thưa đó là cái đức tin đó là nó không có đi kèm với trí tuệ thì nó cũng rất là uổng nha. Tại vì chúng ta với cái suy nghĩ là cái nước đó là một cái dược phẩm hoặc là một cái gì đó thần thánh mà nó khiến cho mình khỏe, khiến cho mình thông minh hoặc khiến cho mình được phước báo, thì cái sư thưa, xin thưa cái đó không có. Xin nói ngay cả như các vị mà đi chùa nhiều, những cái chùa Nam truyền nhiều đó, những cái buổi lễ trai tăng đó, mà mấy sư mà đem cái bình, đem nước mà rải cho quý vị đó, rồi cái nước thừa đó sư xin thưa là nếu như có một số người đó, một số người họ thích hứng cái nước đó rồi họ thoa lên đầu rồi đem, thậm chí đem về xài, nhưng mà có một cái như vậy, nước thì nó không có nhiều, nước chỉ có một thố thôi. Thì nếu mà quý vị hỏi sư á, thì sư nói là nếu không, nếu mà thiếu đó quý vị xuống mở cái giò nước ở dưới quý vị đem về cũng y chang vậy à, nó không có khác gì hết trơn. Cái vấn đề á, là cái tâm của mình á, cái tâm của cái người mà rải nước đó, đó là cái gì, chứ còn bản thân cái nước nó không là cái gì hết trơn á. Chúng ta nên có chánh kiến. Có một vị đặt câu hỏi, tại vì cái thôi để sư giải thích xong cái câu hỏi này đi ha. Rồi khi mà chúng ta đem hoa quả bánh kẹo mà đem cúng cho Phật đó, rồi mình đem về rồi mình hỏi nó có đúng hay không, thì xin thưa nó không đúng. Tại vì khi quý vị đem lên, quý vị để như vậy á, cái tâm của quý vị không phải là cái tâm đi cúng dường, mà quý vị đem cái tâm đó để là giống như là Đức Phật là ban phước hoặc là phù phép cái gì đó để cho mình, rồi mình đem cái lọc đó về, thì nếu mà quý vị hỏi có công đức gì hay không á, thì xét cho cùng thì nó chỉ có được một cái công đức là cái sự cung kính hết, không có phước bố thí. Tại quý vị đem cái gì để nhằm mục đích để rồi quý vị đem về,
thì có nghĩa là chúng ta đâu có bố thí cái gì ha, đó thành ra là không có phước bố thí, chỉ có phước cung kính thôi. Nhưng mà ngay cả cái phước cung kính đó đó thì nó cũng là cái phước không đi kèm với trí tuệ. Có nghĩa là chúng ta làm việc thiện không đi kèm với trí tuệ thì bản thân cái việc đó, bản thân cái việc đó đem lại phước báo rất là ít ỏi, rất là nhỏ nhoi. Đấy. Thành ra là sư khuyên là chúng ta không có nên, đấy, không có nên. Có một vị hỏi là cái lộc mà nhà chùa phát, thì cái lộc nếu nếu như nói nếu như nó lại là một cái vấn đề khác, tại vì nó liên quan tới câu hỏi trước cho nên sư trả lời. Nếu như mà nhà chùa phát đó, nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó, là khi mà cúng dường đến cho Phật như vậy đó thì nó thuộc về tài sản của tăng, tài sản của tăng. Thì khi mà đem cho như vậy đó là cá nhân vị đó cho hay là tăng quyết định cho, nhớ nha. Cái vấn đề mà tài sản của tăng nó kẹt lắm. Khi là tài sản của tăng đó thì phải là tăng quyết định, có nghĩa là thậm chí là vị trụ trì cũng không có quyền quyết định mà phải là tập thể tăng quyết định. Vị trụ trì chỉ là người đại diện hoặc là cái người bảo quản nắm giữ những cái vấn đề tài sản ở trong tăng thôi, chứ vị đó không phải là người chủ của cái khối tài sản đó theo đúng đúng nghĩa của nhà Phật nha, chứ không phải là cái nghĩa như bây giờ. Thì thứ nhất á, là cái đó phải là quyết định của tăng. Cái thứ hai đó là cái việc cho đó, đó là cho nhằm mục đích gì. Ví dụ như là chư tăng xả bỏ tại vì dùng không hết, ví dụ như là vật phẩm tràn trề chư tăng dùng không hết, chư tăng xả bỏ thì cái đó là được, cái đó quý vị nhận được ha, thì cái đó quý vị nhận được. Còn nếu như mà vì cái lý do mà để mua lòng của gì, để lấy lòng của gì, để cho quý vị vui, để cho cư sĩ vui đó, để cho cư sĩ vui thì cái đó là không đúng pháp.